đẩy voi rừng lại về đến cửa hàng Minh Audio ở đâu. Đây là một mẫu đẩy mà mỗi khi cửa hàng test thì lại dành cho nó hai từ như vậy. Mẫu đẩy roi sao của Nhật Bản hay là của thương hiệu Onkyo. Có nghĩa roi sao là một mã sản phẩm của dòng Onkyo Nhật Bản anh em nhé. Mẫu đẩy này cửa hàng vẫn bán giá 4.500.000 đồng. Hình thức đẹp xuất sắc luôn. Với đẩy như thế này gọi là đẹp xuất sắc. Và mẫu đẩy này nó có những cái đặc biệt so với những cái đẩy khác cửa hàng bán hoặc là trên thị trường, là nó có lao lớt. Đây, phút này lao lớt nên là nó sẽ rất là căng tiếng. Mã là AP30. Nút này là núm vặn volume. Đây là núm vặn chỉnh vế. Điện 100V. Hình thức tinh tương, không xứt mẻ, xước sát là có. Khỏe hơn rất nhiều so với những cái đẩy đam A100 cửa hàng bán phía bên dưới anh em nhé. Đây là mặt trên, nó dày dặn hơn, nó to hơn. Với một mẫu đẩy Nhật như này, nó cực khỏe để anh em chơi karaoke gia đình. Anh em lưu ý, đây là karaoke gia đình nha. Nó sẽ chỉ ghép vào những đôi loa karaoke gia đình hoặc là loa nghe nhạc kiểu bass 30, 35 của các dòng Onkyo, Diatone hoặc là những dòng loa karaoke BMB, BIK hoặc loa Bose. Nó đánh nhẹ nhàng vào hai đôi loa bass 25 của Nhật, loa karaoke ấy. Anh em hãy xem mặt sau. Mặt sau đây, loa trên, loa dưới. Anh em lưu ý là hãng này là của Onkyo anh em nhé. Ok, đây là một dòng sản phẩm Onkyo 187W 100V. 187W này như nó sẽ khỏe hơn cái con đam 100-240W này. Đó. Nó có cả tản nhiệt bằng quạt gió và nhôm. Đây, đường vào âm thanh. Số series là 2581, trở kháng từ 3 ohm, 4 ohm, 6 ohm. Nghĩa là rất thấp trở lên. Đó. Bây giờ sẽ cho anh em xem nội thất, sau đó mở nhạc căng. Nội thất phải nói là nó mới xuất sắc luôn. Anh em có thể nhìn thấy những cái vỉ mạch hoặc là bên trong nguồn nước nó óng ánh luôn, óng vàng luôn. Đẩy Nhật nó như thế này là rất khủng rồi. Cái hay của dòng âm ly karaoke hoặc dùng đẩy Nhật là nó như vậy. Nó không cần phải rất nhiều linh kiện hoặc là to nhiều thứ như đẩy tàu, mà nó chỉ cần như thế này là ra tiếng căng đét. 4 sò than, nguồn to đó. Thiết kế rõ ràng, mạch lạc. Anh em nghe nhạc, ghép vang vào, ghép lọc vào, nghe nhạc hết ý luôn. Đẩy Nhật và đẩy Mỹ nghe nhạc hay lắm. Còn ngoài ra thì anh em hát karaoke. Bây giờ sẽ mở em nó căng hơn để thể hiện chất của sản phẩm. Nên là mở những cái loại nhạc bass mạnh hoặc nhạc DJ, nhạc đời mới thì nó mới thể hiện được chất của sản phẩm. Bên trái anh em nha, bên phải, giữa. Lưu ý nha, nó khỏe như trong lĩnh vực đồ gia đình nha. Tôi không bao giờ mang cái đẩy này để bảo các bác chơi vào những đôi loa sân khấu. Anh em lưu ý điều đó, hoặc loa tàu.